Ông bị rỗng nhiều thứ. Một là phân tích sản phẩm, định vị khách hàng. Hai là xây dựng trải nghiệm cho khách hàng. Ba là kịch bản tài chính. Bốn là cấu trúc hệ thống nhân sự và phương pháp trả lương. Năm là mô hình kinh doanh. Tức là một loạt những cái thứ đó ông đều bị hỏng cả. Vậy thì ở đây câu chuyện là em làm thì tất nhiên nó không chết, chỉ có điều nó sống nước ngoài thôi. Mà kiếp nhất là cuộc đời này, kiểu như mình mở doanh nghiệp ra rồi là nó cứ nhốn nhái, mỗi tháng nó đông 5 triệu, 10 triệu, hoặc được 5 triệu, 10 triệu. Vứt nó đi thì tiếc, mà theo nó thì nào thì đánh đu với nó vài năm là mình giảm. Cho nên là em muốn có kiến thức thì bắt buộc em phải đừng chơi theo kiểu tay bò thế này. Câu chuyện thứ hai, muốn kiến thức mà biến thành thành quả trong lao động thì nó phải thông qua tư duy và thời gian lao động miệt mài.